5 điều có thể bạn chưa biết về Ronaldinho. Thứ nhất, ghi 23 bàn thắng trong một trận đấu. 53 tuổi, Ronaldinho đã ghi tới 23 bàn thắng trong một trận đấu tại giải trẻ của địa phương. Tên tuổi của Ronaldinho bắt đầu gây ấn tượng với truyền thông và các nhà tuyển trạch. Ronaldinho sau đó gia nhập đội trẻ Grêmio trước khi trở thành nòng cốt của đội U17 Brazil tại giải vô địch World Cup dành cho lứa tuổi U17. Thứ hai, video đầu tiên đạt 1 triệu view trên YouTube. Trong video quảng cáo năm 2005, Ronaldinho thử một đôi giày mới của Nike trước khi đá bóng trúng xà ngang 4 lần mà không để chạm đất. Video quảng cáo này được Nike mô tả là phá vỡ Internet và sau đó được xác nhận là video đầu tiên đạt mốc 1 triệu view trên YouTube. Thứ ba, nghiện sưu tập xe hơi. Rô Vẩu là một trong những cầu thủ rất thích sưu tầm siêu xe. Một sưu tập của những chiếc xe yêu thích của Ronaldinho là một chiếc Audi Q7, một chiếc Hummer 2 và một chiếc Bugatti Veyron với giá lên đến 1,3 triệu đô la Mỹ. Thứ tư, mất hợp đồng quảng cáo khủng vì lon Pepsi. Ronaldinho đã mất hợp đồng quảng cáo lên tới 750.000 USD với Coca-Cola sau khi huyền thoại người Brazil bị chụp ảnh chung với một lon Pepsi trong cuộc họp báo trước thềm World Cup 2014. Thứ năm, được fan Real Madrid vỗ tay tán thưởng ngay tại Bernabeu. Trong trận siêu kinh điển năm 2005, sau khi ghi bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu và nâng tỷ số lên 3-0, Ronaldinho đã được các cổ động viên Real Madrid vỗ tay tán thưởng ngay tại San Diego de Bernabeu.